những người đang yêu mà tự nhiên có những hành động mà nó có người bình thường, người phàm không bao giờ làm được. Không hiểu. Nè, nhưng mà tụi con thấy gì bận cái áo này đẹp không? Vậy mà nói gì bận đồ lè lẹ quá. Đâu, con cũng thấy đâu có lè lẹt gì đâu. Đâu có lè lẹt gì đâu, đúng không? Nè, cái tập về nó che lại rồi, bớt lè lẹt rồi. Bà. À, cũng hơi lè. Ý là nó cũng hơi rực rỡ á. Nhưng mà rực rỡ nó đẹp mà, nó trẻ chứ bộ. Kiểu mà không thích mặt này phải không? Ai biết, tự nhiên thấy gì bỏ chạy đó. Thôi rồi, bây giờ là dì mở lòng ra đi, hiểu không? Để dì trải cái lòng của dì dài ra, để tụi con bước vô trong cái lòng của dì. Chứ vậy? Để tụi con gọi là giúp đỡ dì hàn gắn những cái tổn thương. Được không? Được. Thằng này nó sao vậy trời, cái lòng của dì mới làm như là cái... Làm như siêu âm được chứ. Làm như là cái nhà vậy. Không, bây giờ dì phải gọi là cầu tiến sự giúp đỡ. Thì tụi con sẽ sẵn sàng giúp. Nè. Bây giờ con giúp dì, nhưng mà với một điều kiện nha. Bây giờ dì về nhà dì. Dì gom hết tất cả những loại đồ của dì. Quần áo á. Chứ vậy? Dồn hết vô vali. Đi bụi hả? Không có. Liệm cái gì? Trời ơi, cái thằng... Mày ác quá. Người ta vừa mới thất tình chút xíu là mày đẩy người ta vô con đường chết liền à. Bây giờ đem hết mấy cái đó vô. Gì vậy? Đem qua quán cà phê đi. Con sẽ có cách giúp gì. Xong chưa, xong chưa? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ok không? Ok hết rồi. Ổn hết đúng không? Ổn hết rồi. Sao mà chú về chưa tới nữa ta? Để lâu lắc thiệt chứ. Bình thường mà. Chú lớn tuổi rồi, giờ chú chậm chạp thôi. Gì đâu. Chừng nào mà đi theo ông, theo bà chú mới đi nhanh. Đúng không? Chú người ta đợi chú đi ngược. Chú đi ngược vô cái chừng nào mới tới luôn á. Ve lại chú, ve lại. Không dám đi chánh điện luôn. Sao vậy? Vô đi chú. Chung từ lỗ thông gió của toilet đi ra đây. Chú làm gì mà chú trốn tránh dữ vậy? Chú kiếm ai? Không có ai đâu chú ơi. Ở đây có con với nó thôi à. Nói chung là quay hồi này chú. Con chờ chú nãy giờ lâu quá, trời quá đất luôn á. Chờ cái gì? Công việc đang đê đê, tự nhiên đi ra đây hẹn hò. Có chuyện quan trọng mới kiếm chú. Trọng lắm luôn. Tao sợ muốn chết. Kinh khủng lắm. Kinh khủng gì? Bây giờ chú ngồi nghiêm túc, con hỏi chú nè. Bây giờ chú lớn rồi. Cho nên là con thấy là cái nét mà sinh hoạt sống, gọi là cái nếp sống của chú á. Nó làm sao á? Sao gì? Kỳ dữ. Làm gì đó làm sao? Mày sao? Bây giờ hỏi chú nè, mấy nay chú có làm cho ai buồn không? Không. Có làm mít lòng ai không? Không luôn. Sao không? Ôi, chú sao á? Chú đi đâu vậy? Chú sợ. Bây giờ nè, con hỏi chú nè. Bữa giờ... Chú! Chú! Trời hết hồn mày? Đừng qua đó. Cái đó là phòng ta nghỉ ngơi đồ này nọ, tự nhiên cái qua đó lỡ rồi... Đồn sao? Cái gì lẹ đi, cho tao đi về coi. Bình tĩnh, bây giờ con hỏi thẳng. Hỏi lẹ vô, vấn đề luôn đi. Nè. Ừ. Là mắc mớ cái gì mà bữa giờ chú trốn tránh dì Ngọc? Nhắn tin không trả lời. Rồi gọi điện chú không nghe máy. Tại sao rồi chú? Gặp mặt thì chú cũng không chịu gặp mặt. Là sao? Sao chú? Có, đâu có làm vậy đâu. Có. Trời ơi. Dì Ngọc tâm sự con hả? Khóc quá khóc luôn. Chú giấu ai? Sao chú giấu được bây tụi giờ, con? Nè, thí dụ như là bây giờ có buồn có giận gì người ta không thì nói cho người ta biết. Mà có khóc có giận có hờn luôn hả? Khóc luôn, trời ơi khóc bù lo. Khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ. Nè con hỏi chú nè, bây giờ thí dụ như á, chú buồn chú giận gì cổ rồi chú nói với cổ, thấy không? Mình đàn ông chi chí mà. Không phải nó là cái gì, không phải là giận hờn gì, mà thật sự là tao trốn tránh, tao sợ. Đó. Trốn tránh sợ. Gì vậy, làm gì lắm vậy? Nghe hết rồi. Nghe gì? Ở đây con nói chuyện phong long phong lá, dạo này con tâm linh lắm. Nhằm khi mình ngồi đây mình nói chuyện ba người tới chứ xung quanh mình tới mười mấy người lận. Trời ơi mày nói nghe là hợp mày. Tao bảo vệ, tao xung quanh này để tao thấy tao chịu chết à. Nó bậy vậy thôi, nó khùng nó điên á. Chứ thực ra là con hơi bất ngờ cho nên con la lên thôi. Thật ra là tao trốn bả thiệt, tao có nguyên nhân của tao. Nhưng mà nguyên nhân gì chú? Mấy đứa nè, để chú ngồi đây hồi hộp quá, bây giờ con ngồi bên đây đi, chú nói lớn cho con nghe được không? Chú trốn bả ở đây là chú thấy bả thay đổi một cách thật đột ngột. Thay đổi đột ngột. Gì vậy? Làm gì thông báo vậy? Tại hồi xưa là con có quen với cái bà thầy phong thủy bả chuyên mai trang phục cho người chết á. Bây giờ mà chú nói về vấn đề con phải tế lên trên cho người ta nghe. Trời ơi, câu chuyện tao có cái gì đâu mà tụi bay phải tế lên trên trời. Trời ơi. Không, nhưng mà thay đổi con thấy cũng đâu có gì nhiều đâu chú. Trời ơi, tụi bay nghĩ sao mà không có gì nhiều. Tụi bay nghĩ đi. Tao năm nay nhiêu tuổi rồi? 50 hơn. 50 hơn rồi.
đúng không? Còn bà nhiêu tuổi? Bà nhiêu tuổi? Ai biết đâu. Để em hỏi. Ê, hỏi đâu? Bà có đây hả? Qua đây định mượn đi. Trời hỏi. Nhưng mà con nghĩ là chắc cũng cỡ xem mà chú. Thì bà cỡ xem chú. Tụi bay hiểu không? Hiểu rồi. Đó, mà nhìn nè. Đó, tao ăn mặc như vậy nè, một màu duy nhất vậy thôi. Còn bà thay đổi một cách lòe loẹt, đột ngột. Hết bông này tới hoa nọ, hết con này tới con kia, làm sao tao có thể thích nghi được, hiểu không? Vậy chứ bây giờ cái gu chú làm sao? Chú nói thẳng đi để tôi biết được. Ít ra là bà phải quay về cái ngày xưa. Ngày xưa. Chú khúc này tự nhiên ù tay quá, chú có thể nói lớn cho nghe cái được. Ít ra là bà phải thay đổi kiểu giống như là chậm chậm. Nên nã. Nhẹ nhẹ. Dán đi nước bước thật chậm rãi. Kiểu như mệnh phụ phu nhân. Cái gì nó cũng lộ ra hết, làm sao thì ta có thể thích nghi kịp, hiểu không? À chú, vậy chú nói con sớm. Biết vậy con giới thiệu bà nội con cho chú rồi. Gì mày? Bà nội nó chậm lắm. Chú, trời ơi, con gì quê nó không thăm mà, bà gì nè. Chậm vậy nè. Ờ, không có. Bà không có nói chuyện luôn, bà nhẹ nhàng lắm không nói chuyện. Xong mà lỡ mà ai mà làm gì sai một cái, một tổ cha mày. Chữ cỡ đó là thích chiêu kiểu của chú. Cái đó là hơi quá rồi, cái đó là không phải mà nốt mà mai gu rồi. Trời ơi, vui lắm chú, mỗi lần mà nó xuống với nhà con nha là nó mới chào bà nội tới định dỗ đầu nó thôi là nó đi về rồi, là nửa tháng. Trời, chậm vậy đó. Dễ thương lắm. Nói chung là tại vì bà thay đổi quá, tao sợ tao không thích nghi kịp cái gì đâu mà nhanh nhậu rồi. Nói chung là bây giờ là chú muốn là mệnh phụ phu nhân phải không? Rồi mệnh phụ phu nhân xong chưa? Quá mệt mỏi. Ý là con hỏi là chú mệnh phụ nhân là đủ chưa? Là vậy là đủ đúng không? Phải nên nã. Trời. Mà thôi chú thôi đi, con thấy chú kỳ quá. Bà con thấy là dì Ngọc bà thay đổi là tại vì là bà thương chú, thấy không? Bà muốn là bây giờ bà trẻ ra, đó bà đi gần chú nó xứng hơn, bà giống như là một quý bà vậy đó. Nhưng mà nó có cảm giác là nó không phải là cái con người cũ của tao mà tao thích ngày xưa. Ít ra là phải nền nã. Xuất hiện giữa trời mưa gió sấm chớp. Ồ, người phụ nữ ấy cầm một cái dù màu để trời đánh trên đầu đánh xuống. Trời ơi, đúng rồi đó chú. Xuất hiện nè, quay qua mệnh phụ phu nhân. Ồ, đúng gu chú rồi đó. Này là y chang bà nội gánh luôn nè. Y chang luôn chú, thiệt á. Trời ơi, bà nội cha mày. Trời ơi. Cái câu chửi thân thuộc của bà nội con này chú. Cái này là bà nội mày chứ không phải là bạn gái tao. Đúng rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Đây nè, đây là cái group tổng hợp những cái quote của ca sĩ Lạc Trứng. Bài viết dành cho thành viên mới đăng đây đây. Lạc Trứng từng là trai bao Thái Lan. Chấn động chưa? Sau một thời gian làm trai bao, Lạc Trứng gom hết vốn về Việt Nam làm ca sĩ. Trong lúc sự nghiệp đang rực rỡ, hắn ta đã làm một fan nữ có bầu và sinh ra hai em bé song sinh là Xuân Thắm và Xuân Thì.